hôm nay đi trải nghiệm vào buổi chiều hoàng hôn rất đẹp cả nhà, và chúng ta được đi trải nghiệm cái được gọi là taxi nước. Cương huyền xưa ghe cũ gì đó, đấy rất đẹp nha cả nhà. Taxi nước à. Quá đẹp luôn. Đây, chiều hoàng hôn. Buổi chiều Pony, này là buổi chiều khoảng 6 giờ rưỡi rồi á, nhưng mà bên này mặt trời lặn hơi trễ, khoảng 7-8 giờ bắt đầu mặt trời mới lặn hết hoàn toàn. Khu phố cổ của Dubai nha. Đây, bên này là mình nói là đây là những cái khu phố cổ của Dubai. Có một số ngôi nhà, của người Ba Tư Iran hồi xưa. Đây gọi là cái khu thành phố đầu tiên của người Dubai khi mà đặt chân đến vùng đất này. Họ bắt đầu xây dựng những cái nhà cửa đó. Và sau khi mà xây dựng xong thì tới hiện giờ người ta chuyển vô phần là trung tâm thành phố. Và tất cả những cái căn nhà này ngày xưa là toàn là những cái người mà có điều kiện về kinh tế mới sở hữu được những cái căn nhà trong khu phố cổ này. Bây giờ thì họ chuyển lại cho bên chính quyền để mà làm phát triển về du lịch. Nước rất xanh nha cả nhà. Nếu mà cả nhà để ý kỹ thì khu vực này thì đa phần là các căn nhà nó không có cao, tại vì đây là những cái nơi đầu tiên. Còn cái chỗ mà Thịnh ra được ở là gọi là trung tâm. Đúng rồi Bonnie, cách khoảng 3 tiếng, chênh lệch nhau là 3 tiếng. Đây gọi là taxi nước, y như ghe bên Việt Nam. Thì đó, y như ghe Việt Nam. Ở đây là một cái rạch biển nha, chứ không phải là sông hay hồ, đây là biển. Rồi, chuyến đi này rất dài, đi từ bên này qua bên kia, có xe mình đợi sẵn ở bên này. Bên này giờ đang gần 7 giờ bên như ý. Gần 7 giờ tối. Gần 7 giờ tối mà trời sáng trưng rất đẹp luôn nha. Bình minh rất đẹp. À quên, sorry, hoàng hôn. Tới nơi, đó.
tùy luôn đi, có khi 7 giờ 7 giờ rưỡi như ngày hôm qua gần 8 giờ mới thấy nó tới hẳn. Đúng rồi, đây kết thúc một vòng. Nó cũng bán đồ này gần gần giống như mấy khu ở Việt Nam vậy đó nha. Còn cái khu downtown, cái khu ở trung tâm thì nó đẹp hơn nhiều, tòa cao ốc. Rồi có trăng luôn nè, trời vẫn chưa tối. Ở bên này rồi. Rồi giờ đi mua sách rong với mua vàng.